Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị vừa tổ chức đại lễ cầu siêu thả hoa đăng tri ân bên bờ sông Thạch Hãn, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Hoạt động nhằm tri ân công lao và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong 81 ngày đêm gìn giữ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong cuộc chiến oanh liệt 81 ngày đêm để bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, dòng sông Thạch Hãn là con đường tiếp tế nhân lực, vật lực chủ yếu cho mặt trận Quảng Trị. Để bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch này, biết bao nhiêu chiến sĩ đã nằm lại lòng sông Thạch Hãn. Quảng Trị hôm nay đã trở thành biểu tượng chung, niềm tự hào chung về một thời hào hùng của một dân tộc anh hùng, một vùng đất nặng nghĩa tình với nhân dân cả nước. Đại lễ diễn ra với những chương trình nổi bật ý nghĩa như lễ cầu siêu dưới sự chứng minh và tác lễ của các hòa thượng, chư tôn đức tăng ni, nghi lễ thả hoa đăng linh thiêng trên sông Thạch Hãn, văn nghệ tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đối với đạo Phật ý, thì trong tứ ân mà Đức Phật dạy, một người đệ tử Phật dù là tăng ni hay là Phật tử thì đều phải nhớ. Trong tứ ân đó có cái ân về quốc gia xã hội, và một trong những nghĩa cử đó chính là những cái lễ cầu siêu cho hương linh, hương hồn các anh hùng, các liệt sĩ đã ngã xuống. Và trong lễ đó thì có sự tác phước cúng dường đến Tam Bảo để hồi hướng phước báu cho tất cả các hương linh được hưởng phước phần mà sớm được siêu sinh về cảnh giới an lành và sớm có duyên được giải thoát. Cũng tại buổi lễ, những phần quà của các Phật tử đã được trao tặng đến đại diện các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, ủng hộ quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Quảng Trị và thị xã Quảng Trị. Vinh dự và tự hào được tham dự lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ do câu lạc bộ Cúc Vàng cũng như chùa Ba Vàng tổ chức, cũng như cơ quan Ủy ban Mặt trận thị xã cũng được chùa Ba Vàng cũng như câu lạc bộ Cúc Vàng hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng để giúp cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 400 di tích chiến tranh, 72 nghĩa trang liệt sĩ với gần 60.000 liệt sĩ trong cả nước an nghỉ. Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn có trên 21.000 liệt sĩ an nghỉ. Đây thực sự là bảo tàng chứng tích chiến tranh và là địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước cho mỗi người dân Việt Nam. Đại lễ cầu siêu, thả hoa đăng tri ân bên sông Thạch Hãn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.